Hồ Ba Bể cách Hà Nội khoảng 220 km thuộc địa phận tỉnh Bắc Cạn. Hồ Ba Bể đã được công nhận là một trong 20 hồ nước ngọt đặc biệt của thế giới cần được bảo vệ và là một viên ngọc quý của vườn quốc gia Ba Bể, được công nhận là vườn di sản ASEAN. Hồ có diện tích mặt nước rộng đến hơn 650 hectare, mặt nước luôn trong xanh và toát lên khí chất ngời ngời. Gọi hồ Ba Bể là viên ngọc xanh của vườn quốc gia vì hồ được bao bọc bởi những dãy núi đá hùng vĩ và những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn. Tại khu du lịch hồ Ba Bể, bạn sẽ được trải nghiệm chiếc điều hòa chạy bằng nước và cây xanh tuyệt thế nào. Ngoài yếu tố thiên nhiên, hồ còn gắn với một truyền thuyết nổi tiếng người đàn bà quá để ca ngợi tấm lòng nhân hậu của người dân Bắc Cạn nói riêng và của dân tộc Việt Nam nói chung. Hiện nay ở giữa hồ có hai hòn đảo nhỏ nổi lên, đó là đảo An Mã và đảo Bà Quá. Không gian tại hồ Ba Bể đẹp như một bức tranh sơn thủy được thiên nhiên tạo nên, vì thế việc tham quan hồ chắc chắn phải là hoạt động đầu tiên bạn cần trải nghiệm. Bạn nên thuê thuyền để đi chọn một tour từ hồ đến đảo Bà Quá, Hang Tiên, Động Cuông, hồ Pé Lầm, Pé Lù, Pé Lèng để du ngoạn và trải nghiệm mọi khung cảnh từ những dãy núi đá vôi, rừng nguyên sinh, đến hang động và cả những dòng suối ngầm. Ngoài hoạt động du thuyền trên hồ Ba Bể, bạn cũng có thể đến thăm các điểm tham quan khác trong khuôn viên vườn quốc gia Ba Bể như thác Đầu Đăng, động Hua Mạ, hang động Cuông, thác Bạc Bản Vàng. Đến thăm thác Đầu Đẳng, bạn sẽ choáng ngợp bởi khung cảnh hoang sơ và hùng vĩ với những tảng đá lớn nhỏ xếp chồng lên nhau, nước chảy ầm ầm bọt tung trắng xóa. Động Hua Mạ lại nổi tiếng với vẻ đẹp đẹp cuốn hút và gắn liền với những truyền thuyết nổi tiếng của hồ Ba Bể. Với độ cao 350m và ở lưng chừng núi, khi đứng ở cửa động bạn sẽ được phóng tầm mắt xuống một vùng nước non xanh biếc vô cùng xinh đẹp. Một thắng cảnh khác cùng nằm trong khuôn viên vườn quốc gia Ba Bể là hang động Cuông nằm trong dãy núi đá vôi Lũng Nham. Hang động này được tạo nên bởi dòng sông Năng chảy xuyên qua bên dưới núi đá vôi Lũng Nham. Bạn có thể ngồi thuyền để khám phá những mảng thạch nhũ đa dạng từ hình dáng đến màu sắc bên trong. Điểm đến không thể bỏ qua khi ngao du vườn quốc gia Ba Bể là thác Bạc Bản Vàng. Nhìn từ xa, bạn sẽ thấy một tấm lụa trắng xóa kéo dài từ trên đỉnh đèo Khao Vàng chảy xuống vũng nước trong vắt bên những phiến đá lớn gập ghềnh. Những cánh rừng xanh bao quanh núi, thấp thoáng dòng thác trắng xóa với không khí dịu mát này chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một không gian lý tưởng. Khi đến Ba Bể, ngoài việc được thưởng thức phong cảnh nên thơ, hùng vĩ, bạn sẽ được trải nghiệm những hương vị khó quên của những món đặc sản Bắc Cạn như cá nướng Bác Ngòi, mắm tép chua, lợn sữa quay, măng cuốn thịt, lạp sườn hun khói, rau bồ khai, rau dớn, măng vầu, miến rong na dì, khâu nhục thịt lợn gác bếp. Còn chần chừ gì nữa, lên đường đến với Ba Bể thôi.